Quang Bảo đã xem. Người đưa tin TV. Cảm xúc của anh lúc này như nào ạ? Em cảm thấy rất vui khi Việt Nam giành chức vô địch. Mình đã chờ đợi 10 năm rồi. Và nay mình đã làm được điều chiến thắng. Cảm ơn ông Park Hang-seo. Việt Nam vô địch.